Công an thành phố Hồ Chí Minh nói về vướng mắc chưa thể giải quyết trong việc lưu thông. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc lưu thông của người dân về lại thành phố là vướng mắc chưa thể giải quyết. Để khắc phục, Trung ương cần có chỉ đạo thống nhất về việc di chuyển giữa các địa phương. Tại buổi họp báo về công tác phòng chống COVID-19 chiều ngày 16 tháng 9, phóng viên Dân Trí đặt câu hỏi cho Công an thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề phối hợp với các địa phương đưa người có nguyện vọng về quê trong thời gian tới và ở cả chiều ngược lại với những người có nguyện vọng quay lại thành phố Hồ Chí Minh, cả từ vùng có dịch lẫn vùng không có dịch, cần những thủ tục gì, biện pháp cách ly được áp dụng với từng trường hợp ra sao. Trả lời những thắc mắc này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu, Công an thành phố Hồ Chí Minh thẳng thắn nhìn nhận, việc lưu thông của người dân từ các tỉnh thành về lại thành phố là điều còn vướng mắc, chưa thể giải quyết. Cụ thể, việc người dân lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành khác hay ngược lại cần có sự đồng thuận, phối hợp giữa hai địa phương. Thời gian qua, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về các tỉnh đều cần đăng ký và có sự tiếp nhận của địa phương. Thượng tá Hà cho rằng, để giải quyết khó khăn trên, Trung ương cần có chỉ đạo thống nhất về việc di chuyển giữa các địa phương. Với riêng thành phố Hồ Chí Minh, quan điểm của Công an thành phố là đồng ý và báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tất cả trường hợp người dân có nguyện vọng về quê. Tuy nhiên, việc còn băn khoăn là cơ quan nào sẽ hướng dẫn về y tế cho người dân, điều kiện, quy định tiếp nhận của địa phương còn lại ra sao, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố kể lại, đã có trường hợp người dân di chuyển đến các tỉnh không nắm được và không đáp ứng quy định phòng chống dịch, đã phải quay đầu. Để khắc phục vấn đề này, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Trung ương một phương án cụ thể, thống nhất. Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, câu hỏi trên mang tính thiết thực và thực tế trong bối cảnh thành phố cùng một số địa phương cùng áp dụng chỉ thị 16. Công an thành phố Hồ Chí Minh cần tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh các phương án để làm rõ và thống nhất trong vấn đề này.